Vâng, em Hồng xin chào toàn thể tất cả bác. Mà video này thì quốc Hồng sẽ gửi đến tất cả bác một số những sản phẩm mà bên em hiện tại đang có mặt bên kênh Thành Phố Hồng. Thì hiện tại thì bên em đang có những dòng mic dây, micro dây xịn sò nhất và hay nhất nha bác nha, hay nhất những dòng mic dây cho chất âm cực kỳ là hay luôn. Xung chất Pro 600 được đánh giá là một cái mic được thiết kế lẫn chất âm, chất tiếng ra cực kỳ là hay trong phân khúc tầm giá của nó. Hàng Make in USA. Đấy. Hàng Make in USA nha các bác nha. Đấy. Quá đẹp luôn. Mic này thì em đã bán rất là nhiều và giới thiệu anh em rất là nhiều rồi. Chất âm của nó thì khối 3. Và đi kèm vào cái tay mic này là một dây xịn nha bác nha. Dây Getmany của Đức. Dây Summer Getmany nha bác nha. Dây là dây 7m, dây là 7m hoặc là 5m thì các bác lựa chọn nha. Đầu cánh đồng và đầu số ly. Và mic thì bên em về thì còn nghiêng bọc da như thế này bác nha. Nghiêng bọc da như thế này. Thì sắp tới em sẽ về một cái lô mic như thế này. Thì hiện tại thì nó còn được mấy tay thôi. Sắp tới về được một lô mic như thế này mà giá nó tốt hơn. Tốt hơn. Cái hàng này thì năm trước Tết em còn. Đó. Và sắp tới em sẽ về được một lô nó tốt hơn là em về sẽ phân phối cân đối giá cho bác cực kỳ là tốt cho bác chơi. Còn hiện tại giá của cái mic và rồi xung chất 600 hiện tại thì em sẽ đưa cho tất cả bác cái giá đầu xung cực kỳ là tốt với mức giá là 1.900.000 nha bác nha, 1.900.000. Kèm theo đó là dây 7m nha bác, dây 7m, 1.900.000, một tay mic như thế này, hàng thì cực kỳ đẹp, tay CNC, cầm rất đầm tay và chắc tay, có công tắc gạt lên cạc xuống này, côn mic là côn neo, nên là hát cực kỳ là bay bóng và rất tiếng rất là nhẹ, rất là hay luôn bác, giá là 1.900.000 nha bác nha, 1.900.000 nha, đó, giá thì kèm theo là 7m dây xịn nha bác. Còn các bác lấy ra chợ, những dòng ra chợ thì nó rẻ tiền hơn. Thì nếu mà các bác lấy những dòng ra chợ thì nó đâu đó lăn quanh tầm khoảng 1.600.000 hoặc là 1.650.000. Đó. Còn ở đây thì em các bác đã chơi mic xịn rồi thì các bác nên đầu tư, đừng có tiếc gì mà 1-200.000 mà các bác không đầu tư vào một cái dây mic xịn để các bác chơi. Đấy. Dây thì rất là tốt, dây Summer của Đức. Hiện tại thì em còn được mã tay nha bác, được mã tay như thế này đây. Này thì nó dính xốp nè, bao giờ nó dính xốp nè bác nha. Ok, hàng thì bao đẹp, bao zin và cực kỳ đẹp nè bác, nhìn tay mic này quá đẹp không? Mới như là xúc sướng luôn. Mới 100% luôn nha. Đầu mic đây. Quá đẹp. Tháo cột mic ra cho bác xem. Cột mic là cột neo. Là hát tiếng rất là bay luôn. Được. Như này thì em bán rất nhiều rồi. Và trên tất cả các trang mạng thì nó cũng được anh em đánh giá khá cao về cái chất của cái mic này. Đây đây. Đó là con mic đó này. Đấy. Trên này có USA luôn nha bác, xung chất Pro Audio này. Quá đẹp. Quá đẹp nha bác nha. Hàng rất là chất lượng luôn nha. Rồi. Thì mic này thì bên em còn mic không dây nha bác, vẫn còn mic không dây. Không dây là IF mà ba đầu ORF nha. Đó. Mic không chơi thì nó có giá là 3.500.000 bộ nha bác nha. Mic không chơi thì em sẽ giới thiệu sau cho bác. Và ở đây thì em sẽ hôm trước Tết thì nó về cận Tết quá thì em về được cái lô Bluetooth cục thu sóng Bluetooth rời nè bác. Hàng này hàng bãi nha.
bãi thì bãi này thì không phải bãi Nhật, bãi xịn, bãi Mỹ, nhưng bãi nó là bãi China, nhưng mà hàng này thì cực kỳ là chất lượng luôn nha bác. Đấy. Bác sống thì em bao giờ tất cả anh em với những cái không gian trống như là các bác đi sự kiện ngoài trời thì bao cho nó bác cá tất cả bác tầm 30 mét nhé, 30 mét đổ về. Đấy. Thu sống cực kỳ là mạnh và đặc biệt là nó tích hợp pin trong này rất là lâu hết pin nha bác, cực kỳ là lâu hết pin luôn. Rồi em bán hôm bữa về trước này em bán được 5-6 cái cho tất cả bác và các bác trải nghiệm, các bác đánh giá rất là cao về cái cục thu của túi này. Thì với cục thu này thì nó sẽ rất phù hợp cho các bác chơi, nhưng mà những cái dòng vang cơ hoặc là một số bãi mà nó không có Bluetooth, và cơ một số bãi thì lúc trước thì nó không có Bluetooth nha, còn những dòng vang mới bây giờ đều hầu như là đều tích hợp Bluetooth sẵn ở trong vang hết. Hoặc là bác muốn kết nối vào đâu thì cũng được, nói chung là miễn là Bluetooth nó mạnh được. Bluetooth trên vang thì nó rất là yếu thì nó cũng không có mạnh mà bằng những cục thu sóng Bluetooth như thế này. Đấy. Ở đây là cái dây sạc. Đấy, các bác hết, nếu mà hết pin ở trong này thì các bác sẽ cắm đầu USB này vào cái cục sạc điện thoại chúng ta đó, cục sạc rời điện thoại chúng ta đó. Thì hiện tại thì chắc là nhà ai cũng có một cái đầu sạc như thế này rồi đó. Nên là các bác sẽ cắm vào đó, các bác cắm sạc đó. Còn cái đây là công tắc nguồn, thì các bác bật lên và Bluetooth hoạt động thì đèn này nó sẽ sáng và nó nháy như thế này. Đó. Còn anten thu sóng, và ở đây là cái lỗ của cái 3.5, của 3.5 nha bác nha, của 3.5. Lỗ này thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là một cái dây 3.5 như thế này. Lỗ này thì chúng ta thường hay ghim ở trên cái tay phone đó bác, tay phone của điện thoại hoặc là laptop, chúng ta sẽ ghim vào này. Cách sử dụng nó là ghim, chúng ta ghim vào đây rồi ok. Còn hai cái đầu AV này thì chúng ta sẽ ghim vào vang, đường AUX vang hoặc là đường bất cứ đường nào mà đường lai vào của vang, hoặc là chúng ta sẽ ghim vào những cái trực tiếp lên cục đói này chẳng hạn, và thông qua cái đầu 6 ly hoặc ghim vào những cái âm ly đấy, đường AUX hoặc đường CD của âm ly, nói chung là những đường vào. Thì khi chúng ta sẽ bật nguồn lên như thế này và chúng ta sẽ bắt sóng Bluetooth, bật nguồn lên, bắt mở Bluetooth, bật lên dò sóng và bắt thôi và phát nhạc. Đặc biệt ưu điểm của những con này thì nó bắt sóng rất là mạnh nha bác, và độ bền rất cao. Đấy. Và một cục như thế này thì bên em đang có giá là 520 ngàn nha bác, bên em đã bao ship. Và các bác nào muốn mua kèm theo cái dây 3.5 ra AV như thế này thì liên hệ em. Dây này thì cũng là dây backing của Đức. Dây này có giá là 200 ngàn, dài là 1m8 nha bác nha, dài 1m8. Tất cả đầu đều mạ vàng 4K nha, tiếp xúc cực kỳ tốt, đầu đốc hết nha bác, đầu này đốc hết nha, không ai đầu rời đâu. Rồi ok, đó là. Còn các bác nào mà lấy nguyên như thế này thì em bớt cho các bác 550 ngàn nha, 50k. Đấy. Nhưng mà những dòng này thì nói chung là những phụ kiện bán kèm chơi cho kèm theo cho các bác nào cần thôi, chứ còn nó không có lời lãi nhiều. Đó. Rồi ok, các bác nào có nhu cầu mua sắm những sản phẩm này thì alo có Hồng Hoa số thoại cho màn hình nha. Micro vừa rồi xuống test 600, giá là 1.9 triệu nha, gồm dây 7m, cục thu sóng Bluetooth 520 ngàn, cái này thì 200 ngàn. Tất cả bên em đã bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Rồi ok, em xin chào và hẹn gặp lại.